tối. Vâng, sau khi kết thúc buổi giao lưu đá cầu, xin được thay mặt câu lạc bộ phường Phương Liệt xin trân trọng kính mời toàn thể các anh em chúng ta di chuyển về địa chỉ 194 Giải Phóng, quán D Cảnh Gù để dự chương trình tiếp theo ạ. Xin trân trọng kính mời. Thành ơi, Thành, Thành, Thành.
xuống xe đi anh. Ở đây. Nhiều rồi. Thế lại con ngược lại à? Em mỗi người một chiếc đồng tay. Thôi anh ơi, anh đâu? Sáng đến rồi. Sáng đến rồi. Đứa chân. Đã bảo rồi, tôi em bảo anh rồi.